Vô đó, vô đó, vô đó. Chó chạy vô. Chạy vô đâu. Xe em vô nhà chơi đi. Xe vô nhà chơi đi con. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món mắm kho ăn với bông súng, khèo nèo, bông xua đũa. Dần dần bữa ngon. Tiếng điện, chứ có bạn là kêu buổi sáng có mà. Không, hổng rài cả từng lễ nè, tao cũng muốn nấu lắm rồi mà người ta đi ngang mà đâu có bát đâu. Kiếm nguyên cái chợ cũng đâu có bông điện điện nè. Bà nó có lúc. Lúc nha. 8.000 ký chứ ít đâu. Đây là bông xua đũa nha các bạn. Tại vì ở đây bông điện điển rất là hiếm nên mình đi chợ trễ là sẽ không còn. Và bông xua đũa này ăn với mắm kho cũng rất là ngon. Bông xua đũa này cũng rất là hiếm nha các bạn. Hạt tím nè. Hạt tím này lát nấu mắm kho. Ồ, cái hoa này nó không có hoa luôn trời. Không có. Hả? Lột ra kìa. Ủa trời ơi. Cái đó là sao bỏ đâu, cái đó là, cái này là quan trọng nhất á. Ai biết tưởng lộn nó ra sắc cái kia. Trời ơi, cái này mình đem đi dục. Cái này là nấu canh mấy ngon nè. Ừ, lụm vô. Còn này để lát mình bào vô ấy, bào vô chanh với muối. Cái này là bắp chuối, để một chút nữa mình sẽ nấu món canh chua bắp chuối mẻ. À, đây là cái hoa chuối. Và cái hoa chuối này các bạn đừng có bỏ nha. Nấu canh ăn ngon lắm. Đây là rau nhút. Rau nhút này cũng dùng để nấu canh chua. Cà tím này để nấu mắm kho nè. Mắm kho thì không thể thiếu được cái hương vị cà tím này. Thì cái hỗn hợp để mà nấu chung với lại cái lẩu mắm này có là tôm, mực, cá, thịt ba rọi. Các bạn rửa sạch và cắt miếng cho vừa ăn và để ráo. Ở đây cá dùng để nấu lẩu mắm là cá hú. Các bạn cũng có thể dùng cá lóc, cá điêu hồng, cá kèo hoặc nhiều loại cá khác. Nhưng đặc biệt ngon nhất là cá linh. Mắm linh mắm sạch rồi. Mắm linh mắm sạch chung luôn hả? Rồi gỡ vô, đổ nước vô nấu lấy cốt rồi lát nấu mắm. Lát luộc lấy nước rồi nấu mắm. Nhắc đến món mắm kho, đặc trưng từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân miền Tây. Gần như tất cả các thực phẩm như thịt, cá, rau, củ đều có thể đem ra kho mắm. Vị ngọt và hương thơm của mắm hòa lẫn vào thức ăn và trở thành món ăn khoái khẩu cho người dùng. Kho mà kho một thứ mắm không có ngon, phải kho hai thứ. Mắm linh, mắm sạch, hai thứ. Các bạn nhìn cái rổ rau để ăn chung với mắm kho có hấp dẫn không? Thì cái rổ rau này gồm có bông súng, đọt hèo nèo, rồi bông xua đũa. Đây là những cái loại rau đặc biệt rất ngon khi được ăn chung với mắm kho. Trước tiên chúng ta phi thơm dầu ăn, sau đó cho sả bằm vào đảo vàng. Nghe mùi thơm, lúc đó cho thịt ba rọi vào, đảo đều cho đến khi thấy thịt săn trở lại thì bỏ vào nồi mắm. Đổ cá vô. Thôi mở đi nấu canh đi ha. Dạ. Mở đi nấu canh đi. Rồi mở đi nấu canh, đầu đuôi để nấu canh chua đi. Thịt nó có mở rồi. Rồi tôm mực lát để ra. Rồi. Rồi đem gia vị luôn nè. Cho nó thấm. Lát ném lại thôi. Mực ngọt, đường. Ném lại mặn đạt ném.
sau cùng chúng ta cho tôm, mực, cà tím vào nấu chung. Đợi khi chín, chúng ta nêm gia vị lại cho vừa ăn là được. Gia vị nêm mắm kho cũng rất đơn giản, chỉ có muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Tùy theo khẩu vị của từng người, chúng ta nêm nếm cho vừa ăn là được. Muỗng đi ha. Muỗng trước đi. Muỗng nó được rồi. Đáng ha. Rồi ở nhà ăn cơm nè, không đi với má. Ồ, đặc sản. Đặc sản canh chua bắp chuối. Rồi, ok chưa? Bắt lửa. Khoan cơm canh chua nha con. Cơm canh chua 35 ngàn nha, mà người nước ngoài là gấp đôi, 70 ngàn. Tùy quá. Thế em kèm sổ con có được không? Lẩu mắm miền Tây, món ngon đặc sản dân dã, ngon mà trọn vị. Ai đã dùng qua một lần thì rất dễ ghiền. Cái hương vị thanh mặn, đậm đà của mắm và ngọt bùi của rau quả, ai đã thưởng thức cũng đều phải xuýt xoa, trầm trồ, khen ngon. Ủa, phải nhắn mặn. Thánh xa. Nó không cảm nhé. Ủa, cái gì? Cái gì nó sâu. Chăng. Thúc làm ly không? Không, mình ăn cơm. Ly rượu với nhau ấm. Ấm là nó nóng. Ấm. Cho nó ấm dạ. Em tháng này cử chai đi. Mai sinh nhật cháu kìa. Ngày cuối tháng rồi, ngày mai em bắt nhăn dữ. Trời ơi, uống không nói nên lời. Nước nó dặn có cái 500 không? Chắc hồi mấy mẹ không có ăn được nè. Thực đơn hôm nay là mắm kho canh chua mẻ. Trộn rau nhiều mới chấm mà. Hào nướng. Cái dĩa hào. Ừ. Lạ hơn. Còn cái dĩa hào ấy. Trộn dĩa hào nhìn thấy rồi. Mắm kho ăn với bông súng, khèo nèo, bông xua đũa. Món ăn tuy đơn sơ, bình dị nhưng nó hội tụ tất cả tinh túy của hương đồng gió nội. Mắm kho với vị ngon đậm đà, cay cay dậy lên mùi thơm của sả, quyện cùng mùi thơm của mắm tạo nên nồi lẩu mắm thơm ngon, cùng với những nguyên liệu không thể thiếu là cà tím, thịt ba rọi. Cái vị đậm đà, hương thơm đặc trưng của nồi mắm kho cứ thoang thoảng làm bạn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn dân dã này. Có, nãy con mới ăn á. Bông súng mắm kho phải ăn lúc còn nóng thì mới ngon. Cái giòn giòn của bông súng, mùi thơm của mắm, béo béo của thịt ba rọi, giòn giòn, ngọt ngọt của tép đồng và mùi the the của sả, cay cay của ớt làm thành một món ăn dân dã, bình dân mà tuyệt vời. Món ăn đơn sơ, ít tốn kém, ai nấu cũng được, vừa bổ vừa ngon và đậm đà hương đồng gió nội. Chích chế đại cho nó, bữa chích mũi chế đại. Chích lại mũi chế đại. Nhắc gì? Ở phòng chỗ ngoài có hai đứa đang bị chế đại. Chích hai mũi lần á.
Về miền Tây, bạn đừng quên thưởng thức những món bông súng chấm mắm kho, món ăn dân dã miệt vườn, đậm tình quê hương. Bông súng là loại rau đồng mọc những nơi vùng đất trũng, đọng nước bùn. Từ miền Đồng Tháp 10 đến tận U Minh đều có bông súng tím mọc đầy, nên người ta thường nói muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Bữa mẹ làm chỗ cái bông nữa đó. Hôm bữa mẹ làm á, tưởng đâu này bỏ lạnh mà nấu lấy cái cọng kia. Trời ơi. Chứ bông. Thế anh nói là mua bông điên đĩa. Ngon lắm mình không muốn luộc cũng nhặt thò, không muốn luộc cũng ngăn cũng chết rồi. Rồi hôm nay ngày kia ăn lẩu mắm, đi qua ngày kia ăn lẩu mắm. Bữa lên bông điên đĩa. Hầu hết mắm kho ăn chung với rau nào cũng hợp. Nhưng ăn mắm kho ngon nhất là phải có bông súng và bông điên điển. Các loại rau của lẩu mắm vô cùng phong phú. Mọi thứ rau gì ăn được là có thể tìm thấy trong đĩa rau của lẩu mắm. Rau muống, cải trời, cọng súng, bông điên điển, giá sống, rau thơm khiến người thưởng thức bị hấp dẫn vô cùng. Thảo có đi được không? Anh nói vậy anh đi rồi anh đi chơi cho vui. Gì luôn. Nhưng mà bây giờ mày đăng ký ở Bình Thạnh không có gia đình sống được mà cùng chung địa bàn rồi. Không, đâu đâu. Vượt tiến. Nãy giờ tao tưởng cho mày dớt lên rồi. Con cũng tưởng dớt rồi, tưởng dớt là nguyên dĩa đó. Kìa cá nó nhừ rồi đó. Cá đâu cá? Có cá nè. Mẹ Phong. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Ẩm thực Người Miền Tây để theo dõi những clip mới tiếp theo nha. Hy vọng clip này sẽ giúp cho các bạn có thêm được một món ngon trong thực đơn của gia đình mình.